Đây là chủ nhân của ngôi nhà vườn bà Dung. Bà Dung xin chào mọi người, bà Dung ơi. Hello. Anh mặc như thế này nó cho mình lên sóng cơ chứ. Hello, merci beaucoup. Bây giờ không thể sổ tiếng Anh, chơi hẳn tiếng Pháp luôn. Vâng, thấy cô nói gì đi. Ăn tàu cậu, cậu đứng thành cô cậu. Hello, cho xin miếng. Không tắt đèn, anh đấu hết rồi, chỉ việc tối đến mặt một đoạn. Này. Cậu ơi, cậu ra đây cả nhà. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Cô có đóng đủ đấy. Cháu cứ không biết. Cô ấy nó chưa ra hình gì cô ạ. Bà Lan, xin chào cả nhà. Bà Lan. Hello. Bà Hoa. Hello. Xin chào cả nhà, cho bà Lan lên sóng trước. Bà chào mọi người đi bà. Hello, hello. Đấy, bà sang. Hôm nay là sinh nhật cô Quyên, hay là gọi là cô Vi. Đây là vườn nhà bà Dung. Vườn nhà bà Dung đầy hoa. Bông hoa hồng rất chi là to. Đây là còn rụng vợi rồi đấy. Ôi, hoa hồng chùm bóng. Đây, bầu trời rất là đẹp. Vâng, vâng ạ. Đây là cây táo. Đây, trời này quay mới chuẩn này bà. Đấy, cây hoa hồng. Tiếp tục ạ. Bông hoa hồng rất chi là to. Chùm hoa sai chĩu luôn. Nhiều bông. Cái bông hoa màu tím. Màu cam. Bắt đầu lại nắng lên. Ấy, lại nắng rồi ạ. Bà Lan. Trời hôm nay rất là đẹp. Cô Mai, cô lại đi đâu đây? Mất trật tự quá đấy. Thôi thôi. Thôi chứ, chào với chát. Cô Mai đừng quay cháu nhá. Cô Mai, đi vào đây đứng đi cô. Cô đi vào đây đứng đi. Đấy, cô đứng vào giữa. Ai đi chân đất thì kia cô. Cô chào cả nhà đi cô. Chào cả nhà. Cô giới thiệu gì đi cô? Giới thiệu là ngày hôm nay bóng này là do bà Mai nha. Cái gì đấy? Cái gì mà bà Mai nổ? Em nó bốc cháu mình quá. Rõ ràng là tay cháu cô mà. Quảng cáo là bà Mai làm nha, chứ không phải là Thoa đâu. Rõ ràng là tay cháu. Chối với mãi mới răng được cái này lên đấy. Tay cháu cắt chữ nha, tay cháu răng. À không, chữ thì cô không nhận. Cô chỉ nhận mỗi cái đoạn bóng này thôi, ok. Bà Lan có hiểu câu bà Lan?
Mà này Thoa ơi Thoa, cái trứng này ngắm kỹ lại hình như hơi lệch nhá, chưa đủ tiêu chuẩn nhá. Tại cô bảo cho okay. Khán thế. Ok. Đây là barbecue. Hôm nay là ngày gì nhỉ Thoa nhỉ? Hôm nay là sinh nhật hôm nay sinh nhật vịt. Okay. Đây là vườn bà Dung ạ, nhân vật chính chỉ thấy toàn bà Mai thôi, chẳng thấy bà Dung đâu. Thấy mỗi mình. Táo ấy. Còn đây là trước cửa nhà. Hoa hồng vĩ đại, bông rất chi là thơm. Hoa hồng. Một cái vòm hoa. Đây là sẽ là vòm hoa hồng leo.